Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Thơm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review chai nước hoa Leo Papier của nhà Diptyque. Mình nghĩ rằng chai nước hoa này nổi tiếng đến mức có lẽ là tất cả mọi người đều đã nghe về nó rồi. Đây là sáng tạo của nhà Diptyque chỉ mới năm 2023 thôi mà nó đã nổi tiếng đến mức làm cho mình cảm giác như nó đã là một chai có mặt trên thị trường phải đến cả chục năm rồi. Và tất nhiên không thể phủ nhận một phần sự nổi tiếng của chai nước hoa này, đó là do nó có phong cách da thịt giống như là Anatom 13. Mọi người có thể xem review kỹ lưỡng của mình về Anatom 13 ở video này. Và trên Fragrantica thì chai nước hoa này được vote có mùi giống nhất với Juliet Hazelnut Not a Perfume. Mình cũng có review chai đấy rồi, mọi người có thể xem ở đây. Điều đầu tiên mình muốn nói với mọi người đấy là mình không phải là một fan hâm mộ của mùi hương da thịt. Tuy nhiên mình vẫn luôn yêu thích những mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính. Cũng như là vì đây là một chai nước hoa quá nổi tiếng nên mình cũng muốn đưa cảm nhận khách quan của mình về chai nước hoa này từ vị trí của một người chơi nước hoa không bị ảnh hưởng bởi các trend cũng như không đam mê mùi da thịt. Lần đầu tiên là mình test thử Leo Papier đó là khi mình ghé thăm store của Diptyque ở Hà Nội. Và lúc test ở store thì có lẽ là do mình đã test quá là nhiều mùi nên là mình cũng không có nhiều ấn tượng với Leo Papier, đồng thời là mình cũng không phải là một fan của mùi xạ như mình đã nói. Nên là lúc đấy mình không có nhiều ấn tượng lắm về Leo Papier. Thế nhưng do độ nổi tiếng không có dấu hiệu giảm nhiệt của Leo Papier, mình đã quyết định là sẽ review chai nước hoa này cho mọi người. Và khi mà mình tập trung tâm trí để test mùi nước hoa này ở nhà thì mình nghĩ rằng mình thấy thích nó hơn nhiều so với lúc mà mình test ở store. Mình cũng thấy nó thơm và nịnh mũi hơn mình nghĩ rất là nhiều. Để nói về Diptyque thì đây là một thương hiệu đã có từ năm 1961 và cái ấn tượng của mình về Diptyque luôn có một cái gì đấy hoàng gia. Lý do rất là đơn giản bởi vì hoàng tử Harry cũng như là vợ của mình đã lựa chọn Diptyque là hãng nến thơm để phủ đầy hương thơm trong đám cưới của mình. Thì đó là ấn tượng đầu tiên của mình về Diptyque, và thứ hai đó là tại sao lại có đồ sơn và tam đảo. Và mình nghĩ đây cũng là lý do mà rất nhiều người biết đến Diptyque, bởi vì có hai chai nước hoa đặt tên theo hai địa danh nổi tiếng ở Việt Nam. Và đây là một thương hiệu niche, tuy rằng bây giờ nó cũng đã rất là phổ biến rồi nhưng nó vẫn luôn có một nét riêng cho các chai nước hoa của mình. Không phải tất cả mọi người đều thích những mùi hương của Diptyque, và một trong số đó chính là mình. Mình thì chưa thực sự có một mùi hương nào của Diptyque mà làm cho mình thích rất nhiều. Có thể là hơi thích một chút thôi, một vài mùi, nhưng mà chưa có một mùi nào mà mình thực sự phải lòng hết. Thế nhưng mà Diptyque nhờ vào cái phong cách riêng niche đấy của mình mà có một lượng fan nhất định. Nhưng mà riêng đối với Leo Papier thì mình nghĩ mùi này nó sẽ dễ dùng hơn với số đông chứ không phải là với số ít nữa. Đây là một mùi rất là nịnh mũi và rất là dễ dùng, dùng được trong mùa hè, dùng được quanh năm và có thể làm signature scent. Và bởi vì nó dễ dùng đến như thế nên mà cũng dễ hiểu tại sao lại có rất nhiều người quan tâm đến chai nước hoa này. Mình nghĩ nó sẽ dễ dùng đến mức chỉ cần biết mình muốn style như thế nào là có thể blind buy được chai nước hoa này. Nó không chỉ dễ dùng đâu mà nó còn rất là dễ chịu cho chính bản thân người dùng và những người xung quanh nữa. Lần đầu tiên khi mà mình đem Leo Papier về để xịt, ngay sau pump đầu tiên mình đã khựng lại một chút bởi vì có một hình ảnh đã hiện lên trong đầu của mình ngay giây đầu tiên khi mà mình xịt ra. Đó là hình ảnh của một người chị hàng xóm thuở thơ ấu, một người xinh đẹp, nhẹ nhàng và nhiều tiền, luôn biết chăm sóc bản thân cũng như dùng các loại mỹ phẩm, nước hoa và các phương pháp để cho mình luôn luôn đẹp. Lúc đầu thì cái hình ảnh này hiện ra trong đầu mình khiến cho mình đã khựng lại một chút, tại vì tại sao mình lại cảm giác nó giống như là một ký ức, một hồi ức gì đấy của mình, trong khi từ nhỏ đến lớn mình thực sự là không có một người chị hàng xóm nào như thế cả. Mình cũng không có chị ruột. Đây hoàn toàn 100% là hình ảnh tưởng tượng, và thực ra là mình không cố tình tưởng tượng đâu, mà là sau khi mình xịt pump đầu tiên thì đột nhiên hình ảnh như thế hiện ra trong đầu mình. Có lẽ là điều duy nhất khiến cho mình có thể tự lý giải được tại sao mình lại có hình ảnh như thế trong đầu là vì hồi trước mình vẫn thường hay theo dõi các chị ở khóa trên xem là các chị hay làm đẹp như thế nào, hay là dạo này dùng mỹ phẩm gì chẳng hạn, thì mình sẽ luôn có một sự ngưỡng mộ dành cho các chị. Hồi bé thì mình cũng rất là hay đi theo các chị để học hỏi, mình cũng thích về làm đẹp các kiểu, cho nên trong lòng mình sẽ luôn có một cái hình tượng về các chị mà mình ngưỡng mộ. Thì khi mà mình xịt pump đầu tiên, cái mùi hoa mimosa trinh nữ ở trong này làm cho mình một cách hoàn toàn trong vô thức nghĩ đến hình ảnh như thế, hình ảnh một cô gái xinh đẹp và giàu có mà nói trong ngôn ngữ thời nay sẽ là tát cơ hoặc là ít cơ ấy. Và mình cũng thấy rất là bất ngờ bởi vì thời gian vừa qua thì mình test rất là nhiều mùi nước hoa, thật sự là không thể đếm xuể được. Nhưng mà mãi cho đến khi mình xịt Leo Papier thì đột nhiên mình mới có một cái gọi là subconscious imagination, một cái tưởng tượng trong vô thức ấy. Mình cũng bất ngờ hầu như những mùi mà mình test trong suốt thời gian qua không có một mùi nào mà ngay lập tức cho mình một hình ảnh như thế. Mình nghĩ điều mình ấn tượng nhất với Leo Papier không phải là mùi hương da thịt, mùi hương xạ, mùi hương như tựa ambroxan, tựa như là Not a Perfume, mà đó chính là những nốt hương mimosa ở trong này, những nốt hương
hoa vàng. Khi mà mình bắt đầu kênh YouTube này để review nước hoa thì mình đã review rất nhiều chai mà gợi nhớ cho mình những ký ức hồi xưa. Tuy nhiên đến một ngày thì cũng hết tất cả những chai mà liên quan đến các ký ức của mình và mình bắt đầu test những mùi không liên quan gì đến các kỷ niệm của mình cả. Nhưng chai nước hoa này lại đem cho mình một hồi ức mà mình không có và luôn khiến cho mình cảm thấy rất là bồi hồi mỗi khi mà ngửi lại mùi này. Và mình muốn được chia sẻ điều thú vị này với mọi người. Cá nhân mình thì đối với mùi hoa vàng trong các chai nước hoa rất ít khi mà mình thích nó. Khi mà mùi hoa vàng sử dụng nhiều ấy thì nó sẽ hơi hơi bị choáng ngợp hay là đau đầu. Thực ra là mình chưa bao giờ thực sự thích mùi hoa vàng cả. Nhưng mà khi Mimosa xuất hiện trong chai nước hoa này hòa quyện cùng những nốt hương khác, nó có một cái gì đấy rất là dịu, rất là nữ tính và có một cái gì đấy hơi phấn phấn nhẹ, tựa như là phấn hoa nhụy hoa, nên mình phần nào cũng có thể hiểu được tại sao nó lại khiến cho mình nghĩ đến hình tượng một chị gái thuở bé, chị hàng xóm nhà bên. Vì cái vẻ đẹp đấy có một điều gì đó rất đỗi thân quen, dịu dàng và mộc mạc, tựa như là bên cửa sổ nhà mình có một cây trinh nữ và mỗi buổi chiều vừa được ngửi mùi hương trinh nữ, vừa được nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng của chị gái nhà bên. Và thật không ngờ là những nốt hương ở trong chai nước hoa này lại có thể tạo ra một hình ảnh dịu dàng quá đỗi thân thương đến như vậy, khiến cho mình cảm thấy rất là xúc động. Cái sự nữ tính rất là dịu này nó đến từ ba tầng hương powdery, Yellow Flower và Sweet. Nó có một cái gì đấy hơi phấn như mình vừa nói. Nốt Mimosa thì quá là rõ rồi. Một chút vị ngọt nhẹ nhàng, vô cùng nữ tính. Mình nghĩ rằng những nốt hương Powdery này nó sẽ bắt đầu từ mùi xạ. Và cái cách xạ thể hiện ở trong đây nó có một chút gì đấy hơi phấn. Nó không chua, nó không bị nồng quá, nó không bị animalic quá. Nó chỉ rất là nhẹ nhàng và rất là nữ tính. Xạ ở mức độ vừa phải, kèm theo với đó là mùi hoa trinh nữ cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Nếu mà mùi hương này sử dụng nhiều mùi hoa vàng hơn một chút thì có lẽ là mình đã không thích. Nhưng ở đây nó dùng rất là tiết chế và vừa đủ để lấy được sự dịu dàng, đằm thắm cũng như là nét gần nhất với thiên nhiên, vô cùng thư thái, dễ chịu của hoa trinh nữ và không bị cái phần mùi quá là nồng, giống như là khi mình đi qua một cây hoa vàng nó bị nồng quá khiến cho mình bị say, bị đau đầu ấy, thì sẽ không có như thế, chỉ pick up những gì tuyệt vời nhất của hoa vàng mà thôi. Bên cạnh đó nữa là những nốt hương gỗ ở trong này sẽ được thể hiện một cách cũng tiết chế và vừa đủ, chỉ pick up mùi gỗ từ tự nhiên, tựa như là mình ngửi trực tiếp một cây gỗ vừa mới cưa. Và thứ hai là nốt ngọt từ gỗ, nó rất là nhẹ nhàng cũng như là nó có độ trong. Khi mà nốt ngọt này kết hợp cùng với phần xạ powdery một phần nào đấy, mình hơi có cảm giác nó giống với chai Narcissa Rouge, nhưng nó chỉ pick up 1% cái mùi như thế thôi. Nhưng mình đang muốn nói về Narcissa Rouge bởi vì mình muốn mô tả lại cái cách xạ kết hợp với nốt ngọt từ gỗ ở trong đây, nó sẽ tạo ra một mùi nữ tính giống như thế. Bởi vì ngoài cái đấy ra nó còn kết hợp với hoa vàng rồi kết hợp với vừng nữa mà. Và tất cả mọi thứ nó đều hòa quyện rất tuyệt vời. Nó nhẹ nhàng, bay bổng. Khi mà những nốt hương vô cùng đặc trưng của hoa vàng bớt đi thì mình sẽ thấy lớp hương floral, một mùi hoa nhẹ nhàng, có một chút độ ngọt nhẹ và có một chút độ phấn. Và mình đã ngửi rất nhiều lần rồi, mỗi một lần mình ngửi mình lại thấy những nốt hương khác nhau, nó trội hơn, nó được hòa quyện với nhau rất là tốt. Cảm giác bóc tách thật sự là không dễ dàng một chút nào. Mình nghĩ rằng mọi người dùng sẽ đều cảm nhận được hết những nốt hương này, hơn cả đấy là cảm nhận được cái sự hòa quyện của những nốt hương này, nó tạo ra được một mùi hoàn toàn mới, rất đẹp, rất dịu dàng, rất nên thơ. Và sau nhiều lần dùng Le Papier thì mình thừa nhận rằng những nốt hương mà mọi người hay nói đến như là gạo này hay là tờ giấy này thì mình cảm nhận được, nhưng sẽ tùy từng lúc nha, sẽ tùy từng lúc thôi. Và cái cách nó thể hiện, mình nghĩ rằng đối với bản thân mình thôi, mà mỗi một lúc, mỗi một ngày, mỗi một lần mình test mình lại cảm thấy nó khác đi một chút, chứ đừng nói là với nhiều người và với nhiều cái mũi khác nhau. Nhưng mà cái việc có những nốt hương như vậy là có nha. Và trên Fragrantica có thêm một nốt hương nữa là mùi từ vừng. Nếu mà bảo mình nhớ lại mùi vừng nó như thế nào thì rất khó, nhưng nếu mình nói rằng mùi vừng xay nhuyễn thì có lẽ mọi người đều có thể nhớ lại được. Khi mà nói mùi vừng cũng như là mùi gạo ấy, nó đều cho ta một cái mùi tinh bột khô, sấy khô ấy, và mình nghĩ rằng cái mùi này rất là dễ liên tưởng. Nhưng đối với mình ấy, khi mà mình test mùi nước hoa này thì những nốt hương mà trội nhất đó là mimosa, đó là mùi hoa vàng, rồi đến mùi powdery, rồi đến những nốt hương ngọt nhẹ nhàng từ gỗ. Thì ba cái này khi mà hòa quyện lại đã tạo ra một tổ hợp đẹp đến tuyệt vời dành cho mình và cũng là tổ hợp nổi trội nhất. Và mình không nghĩ rằng trong quá trình sử dụng mình sẽ cố ngửi thật nhiều, thật sát
để thấy được mùi gạo và mùi giấy đâu, bởi vì mình nghĩ cái tổ hợp kia nó đã quá là tuyệt vời với mình rồi. Chia sẻ với mọi người về lúc mình thầm mùi chai nước hoa này thì nó sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên đó là giai đoạn có tổ hợp như mình vừa nói. Khi mà mình vừa mới xịt ra thì không biết hôm đấy bằng một phép thần thông quảng đại nào mà mình xịt hẳn 3 hay là 5 cái gì đấy. Bình thường thì mình chỉ xịt một cái thôi. Và có lẽ là mình muốn muốn thấy rõ mùi hơn thì lúc đầu mùi hoa vàng rất rõ, tổ hợp hoa vàng, powdery và nốt hương ngọt nhẹ từ gỗ. Ba cái này nó làm cho một mùi hương nữ tính và khiến cho mình có cái deja vu mà mình vừa mới nói lúc đầu, và nó kéo dài rất là lâu, 6 tiếng đồng hồ cho tổ hợp xinh đẹp này, khiến cho mình băn khoăn một điều là tại sao mọi người lại cứ phải so sánh nó với Anatom 13, bởi vì nó không giống lắm. Mình muốn Le Papier được nhìn như là chính nó hơn là một cái gì đấy liên quan đến Anatom 13 vì nó không giống lắm. Anatom 13 làm sao mà có được những nốt hương dịu dàng xinh đẹp như thế này? Đó là giai đoạn thứ nhất. Sau đấy, cái tổ hợp này nó giảm dần và nó giảm xuống rất là intimate rồi. Thì đột nhiên mình cảm giác một mùi hương tựa như là Cetalox, mùi da thịt mà cái mà mọi người hay nói về Another 13 ấy, nổi lên ở trên tay của mình. Thông thường khi nước hoa về những giây phút cuối cùng thì nó sẽ có xu hướng là bớt dần đi, nhưng mà không hiểu sao khi nó đi hết những cái tổ hợp hoa vàng nữ tính kia rồi, đột nhiên cái mùi da thịt đấy nó như được làm ấm lên hay sao ấy, mà nó bùng lên, lan tỏa mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ khắp trên cánh tay của mình cũng như là trên cơ thể của mình, và càng ngày nó càng mạnh hơn nữa. Và lúc đấy mình đã khá là bất ngờ vì mình nghĩ hay là do cái chai này nó bị sốc juice, sau khi mà hết những cái nốt hương kia thì cái này nó mới bắt đầu thể hiện, và nó không phải là thể hiện một chút đâu mà nó thể hiện rõ và kiểu càng ngày nó càng tỏa, càng ngày nó càng tỏa mạnh hơn. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái phần mà mọi người liên tưởng đến Anatom 13, bởi vì Anatom 13 cũng xài Cetalox, và điều này khiến cho mình bất ngờ thêm lần thứ hai. Mình cảm giác rất là tò mò và khao khát đến một ngày mình có thêm nhiều kiến thức về nước hoa hơn để biết được cái mùi này nó được tạo ra như thế nào và tại sao lại có một cái chemistry như vậy trên da của mình. Và bởi vì mình đã xịt rất nhiều, thế nên là không biết có phải do xịt nhiều hay không, nhưng mà mình xịt vào buổi sáng thì đến đêm nó vẫn có cái mùi giống như là Cetalox. Khi mà mình bắt đầu xịt ấy là mình chưa có xem các nốt hương trên fragrantica đâu, mà mình chỉ tự cảm nhận thôi. Đúng như mình nghĩ là có những hoa vàng rồi xạ hương rồi gỗ các kiểu, nhưng mà đến khi mà nó có mùi xạ như thế này mình đã nghĩ là nó dùng Cetalox, bởi vì có một lần mình đã dùng Cetalox đơn hương trên da của mình và đó là một trải nghiệm rất là dã man. Mình thì mình không thích mùi đấy cho lắm, mặc dù là nó có cái thơm riêng của nó, nhưng mà mùi đấy khi mà mình thử test cái mùi Cetalox đơn hương thôi trên da của mình thì nó đã kéo dài quá lâu so với khả năng chịu đựng của mình. Cái mùi da thịt mà lại kiểu cũng hơi nhựa, nói chung là có một cái gì đấy hơi ảnh hưởng đến tiền đình một chút, nó có gì đấy ấm ấm tựa như là hổ phách. Nói chung là để mô tả Cetalox thì mình nghĩ mình sẽ dùng một video khác để mình có thêm suy nghĩ và cách mô tả cho mọi người, nhưng mà mọi người cứ liên tưởng đến mùi da thịt trong Anatom 13 cũng được. Khi mà mình dùng chai đấy đơn hương ấy, mình đã tắm 2 ngày liên tục mà nó không hết và rất là khổ mọi người ạ, vì nó cũng vương trên áo nữa và mình phải giặt cái áo đấy nó bám dã man ấy. Thế nên lúc đầu mình đã nghĩ là chai này dùng Cetalox, mình không biết có dùng hay không, để nó có thể có một mùi hương như thế và nó bám lâu như thế. Và sự thật là nó bám đến mức là tối hôm đấy mình đi tắm xong ngày mai, đến tận chiều ngày hôm sau mình vẫn còn ngửi thấy cái mùi da thịt đấy ở trên da của mình. Chắc là do mình đã xịt quá nhiều mà mình không hiểu sao nó có thể bám lâu đến như thế. Nhưng mà nếu như so sánh cái việc bám lâu của Diptyque Leo Papier với cái lần mình chơi thử Cetalox đơn hương đấy thì khá là tương đồng. Tuy nhiên trên fragrantica thì không ghi Cetalox và mình cảm giác như là trên fragrantica nó chỉ ghi những nốt hương mà nó thể hiện được thôi. Tất nhiên là người ta sẽ không ghi hết toàn bộ công thức ra trên fragrantica, giống như là mọi người cũng nói là để có thể làm ra được mùi này thì tác giả đã sử dụng gạo, và trên fragrantica cũng đâu có nốt hương gạo đâu mà là nốt hương vừng. Vậy nên mọi thứ mình nghĩ rằng trên fragrantica nó cũng mang tính tham khảo mà thôi. Còn trong video này thì là mình chia sẻ cảm nhận cá nhân của mình đối với Leo Papier. Vậy nên để nói về độ lưu hương thì tổ hợp xinh đẹp mà mình vừa nói sẽ được khoảng tầm 7-8 tiếng gì đấy. Còn nếu mà lưu hương dưới dạng da thịt thì không thể nào mà biết được là nó lưu được lúc nào. Thì sẽ được 2 ngày dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, và sẽ tùy vào việc là bạn quan tâm đến cái
part 1 hay là part 2 của mùi hương này. Tuy nhiên mình cũng nói thêm là trong số những lần khác mình thử mùi này thì cái part 1 và part 2 này đôi khi nó không phân tách rõ ràng giống như mình vừa mới mô tả. Sẽ tùy từng lúc thôi, có những lúc mình cảm giác nó hòa quyện hết vào nhau, rồi có những lúc mình cảm giác như là mùi xạ đi trước, mùi gia vị đi trước rồi mới đến mùi hoa. Nói chung nó sẽ tùy thời điểm, nhưng tổ hợp những mùi này là chắc chắn bạn sẽ ngửi được. Cũng có thể xem như là nó thoát ẩn thoát hiện vậy. Và cuối cùng thì mình sẽ so sánh chai nước hoa này với các chai nước hoa gia thị khác trên thị trường. Và điều mà mình sắp nói sẽ là hoàn toàn khách quan vì mình không phải là một fan hâm mộ của mùi gia thị. Mình nghĩ rằng Le Papier sẽ là một phiên bản dành cho nữ nếu nói rằng Anatom 13 là phiên bản dành cho nam. Thực ra đây là quan điểm cá nhân của mình. Trong video Anatom 13 mình cũng có nói rằng mình nghĩ rằng mùi đấy sẽ hợp với nam hơn vì những nốt hương enamelic tựa như là mồ hôi của con người, nhưng trong đây thì không có những nốt hương mồ hôi mà đó là cách thể hiện riêng của xạ cũng như là cái sự ấm nóng da thịt ở trong này mà thôi. Cộng thêm với tổ hợp xinh đẹp dịu dàng thì chai nước hoa này khiến cho mình cảm giác là nó sẽ hợp với nữ hơn. Và đối với mình, nếu mà mình cần một phiên bản nữ của Anatom 13 thì mình nghĩ Leo Papier sẽ có thể đứng được ở vị trí đấy. Tuy nhiên hai mùi hương này sẽ chỉ giống nhau ở cái part, cái đoạn mà nó có mùi da thịt và nó chỉ giống ở cái nốt đấy thôi, cái nốt mà mình đã nghĩ và mình không chắc chắn trong này có hay không. Đó là cái nốt hương Cetalox đấy và đó là điểm chung duy nhất của hai chai nước hoa này. Một bên sẽ là mùi tựa như mồ hôi của con người, hơi có một độ chua nhẹ và cộng thêm với một chút fruity từ trái lê. Còn bên này thì không có fruity, cái này là mùi hương hoa vô cùng dịu dàng cho nên nó sẽ rất phù hợp với các bạn theo phong cách thanh lịch, sang trọng, nhẹ nhàng, dịu dàng, phù hợp để dùng mỗi ngày, phù hợp với môi trường văn phòng, phù hợp để làm signature scent và dễ dùng, dễ bye bye. Nếu như mà bạn muốn có một mùi biến bạn trở thành chị hàng xóm năm ấy các anh cùng theo đuổi thì mình nghĩ Le Papier sẽ làm được điều đấy. Mình nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều có hai mặt. Khi mà Le Papier được so sánh với Anatom 13 thì chai nước hoa này trở nên nổi tiếng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mới từ năm ngoái đến giờ thôi mà độ phủ sóng của nó đã vô cùng dã man rồi. Nhưng đồng thời đó là một cái ưu thì cũng là một cái khuyết, khi mà mình hơi tiếc một chút khi Le Papier không được nói về nó như chính nó mà cứ phải là một bản sao hoặc một bản tựa tựa như là chai khác. Trong khi Le Papier nếu cho mình được chọn thì mình thích mùi này hơn so với Anatom 13 vì mình sẽ thích những mùi thiên tính nữ hơn. Cũng giống như mình đã từng nói về Anatom 13, điều mình thích không phải là da thịt trong chai đấy mà mình thích những nốt hương fruity, nốt hương từ quả lê. Cũng như chai này cũng vậy, điều mình quan tâm không phải là nốt hương da thịt mà đó chính là cái tổ hợp của hoa trinh nữ. Vậy thì nếu bạn là nam thì bạn có thể chọn Anatom 13 và nếu là nữ thì hãy chọn Le Papier. Và thực ra cả hai mùi này đều là unisex, đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Và bây giờ thì mời mọi người cùng xem qua bao bì của Le Papier. Trên tay mình đang là diptych Le Papier và đây là ngoại hình phần hộp của nó, rất là tối giản. Ở xung quanh phần hộp thì sẽ có một đường cắt như thế này. Phần màu đen này là cái chống sốc ở bên trong. Mặt sau của hộp này, đây là các thông tin ở mặt dưới. Mặt trên của hộp thì trông như thế này. Đây chính là lớp chống sốc màu đen mà chúng ta vừa mới thấy từ bên ngoài hộp. Và đây là ngoại hình của chai. Trên nắp chai có in dập chìm một chữ diptych. Phần nắp bên trong không có thông tin gì, có những đường gờ xung quanh này. Phần vòi xịt màu đen được gắn vào chai, mình nghĩ là bằng một tấm kim loại ở đây. Và đây là các thông tin ở dưới đáy chai. Mình cảm thấy rất vui khi cuối cùng cũng được chia sẻ những cảm nhận cá nhân của mình về mùi hương xinh đẹp này cho mọi người. Nó hoàn toàn xứng đáng với độ nổi tiếng và đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mùa hè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đừng quên cho mình một like, một subscribe và comment cho mình biết suy nghĩ của mọi người nhé. Hãy xem cả những video khác của mình trên màn hình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!